Vâng, em Tuấn Anh xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc xe số tự động rất là rẻ, thương hiệu đến từ Nhật Bản, Mitsubishi các bạn nhé. Đây là một mẫu sedan hai đầu khá rẻ tiền, bản số tự động, cho anh em nào mua về chạy gia đình dịch vụ hay là chạy tất cả mọi công việc thì rất là ok. Thì đây là một trong những cái dòng xe logo hoa thị của Mitsubishi. Dòng này thì thương hiệu của Nhật Bản khá lành. Quý vị chị và các bạn nào quan tâm về cái dòng xe này hãy alo hoặc gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863 mọi người nhé. Vâng, thì chiếc màn hình nhỏ quý vị chị và các bạn đây, đó là một chiếc Mitsubishi Lancer bản GLX số tự động. Xe thì có năm sản xuất năm 2003, biển 29T7748, vẫn là biển 4 số các bạn nhé. Đấy, xe được trang bị của 4 của bánh Nara đúc thể thao rất là đẹp. Bản số tự động này thì chạy rất là nhanh. Dòng này là một trong những cái dòng xe khá bền, chắc và đẹp. Xe được trang bị động cơ 1.6, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì rơi vào tầm khoảng là 8 lít trên 100 km. Đấy. Biển Hà Nội này thì anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố các bạn nhé. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu. Vâng, 179 triệu thì các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Mitsubishi Lancer 2003. Đấy. Về thân vỏ chiếc xe thì cam kết cho mọi người xe không có đâm đụng tai nạn và không ngập nước. Và dòng này thì chắc chắn là không taxi dịch vụ rồi. Tất cả cái đường gân của chiếc xe thì vẫn còn rất là đẹp. Đấy. Xe được trang bị vành R14, 4 quả lốp rất là đẹp Michelin. Đấy, đèn đóm ở chiếc xe thì rất là sáng, sạch sẽ, không có ố, không có vỡ. Đấy. Các bạn thấy đây, một chiếc Mitsubishi Lancer 2003 rất là đẹp. Với cái mức giá 179 triệu đồng thì bên Tuấn Anh sẽ bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Nếu quý vị chị các bạn nào quan tâm về cái dòng xe này thì không ngại mà nhấc máy lên alo cho em, giá chưa đến 200 triệu đồng đấy, mà các bạn đã sở hữu ngay được một chiếc số tự động sedan hai đầu chạy rất là đầm và chắc lịch như thế này. Đấy. Vừa rồi thì Tuấn Anh cũng đi qua một vòng quanh thân vỏ rồi. Đấy, thân vỏ chiếc xe thì không có xước sát, không có bẩn biếc gì cả các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất chiếc xe. Vâng, nội thất của chiếc xe thì trang bị một bộ ghế màu kem, tắp lô tắp ly nguyên bản theo xe, đầu đài màn hình nguyên bản theo xe. Xe trang bị cảm biến nuôi đầy đủ, hệ thống tắp lô tắp ly rất sạch sẽ luôn. Keo chỉ chiếc xe thì zin hết 100% luôn. Keo chỉ zin. Tất cả những cái đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe đây các bạn nhìn thấy đây, không có bị đâm đụng vào những cái phần cột này các bạn nhé. Hầu như những chiếc xe bọn em mua thì hầu như là đã test hết rồi, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021 và bọn em đã kiểm tra hết rồi. Thứ nhất là không có thể có đâm đụng vào những cái phần tai nạn vào những cái cột kèo như thế này được. Đây là những cái lỗi mà không cho phép của một chiếc xe cũ. Đấy. Vâng, nội thất chiếc xe đây, hàng ghế thứ hai. Ghế da này thì chắc chắn là bọc lại rồi thì mới còn mới như thế này. Hệ thống âm thanh đầu đài nói chung là đầy đủ hết. Trần lỉ nguyên bản rất là sạch sẽ các bạn nhé. Sàn xếp của chiếc xe khá ok. Lót thảm bằng nỉ. Vâng, đây là phần táp ly cánh sau. Keo chỉ đây các bạn này, zin 100% luôn. Rất là đẹp. Đây là cái phần gầm của chiếc xe. Đấy, anh em thấy gầm bệ chiếc xe đây. Không có tí gì bụng mọt. Đấy, sáng quắc luôn. Vâng, đây là phần nội thất. Đây là cánh sau bên lái các bạn này. Đấy, keo chỉ đây. Keo chỉ zin hết 100% luôn các bạn nhé. Tất cả thì những con ốc bản nè và ốc cánh cửa chiếc xe thì chưa động đến cả lê mỏ lết. Chưa có tháo cánh, tháo kiếc thì các bạn này. Bô lăng được trang bị bô lăng 4 chấu. Bô lăng chưa khâu vá gì, vẫn nguyên bản theo xe luôn. Bảng tổng điều khiển nâng hạ kính. Cho nên là bảng tổng điều khiển gương điện. Toàn thế đây. Rất là ok. Vấn đề là phần lốp sơ cua của chiếc xe. Lốp sơ cua của chiếc xe đây các bạn này. Đây là phần sau.
không có bị đâm đụng tai nạn gì, rất là đẹp. Một chiếc xe khá là chắc chắn, 2003 mà giữ được cái xe như thế này thì khá đẹp. Kích thước đồ đạc của lốp xe thì vẫn còn nguyên bản theo xe đây các bạn thấy đây. Đây là phần khoang cốp sau đây, không có sự đâm đụng béo mó gì. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần xe. Xe được trang bị hệ thống ABS và túi khí. Đấy, ABS, SRS, SRS là túi khí đây. Âm thanh của tổ dân phố rất là êm và trong. Máy lổ rất là êm. Xe được trang bị hệ thống số tự động 6 cấp số, máy 1.6. Giờ đây đã được thay thế bằng đủ các loại điều hòa rất là mát luôn các bạn nhé. Có được kết quả này là rất đáng. Điều hòa 2 chiều nóng lạnh đầy đủ luôn. Anh em thấy tất cả những phần nhựa, tấm lô, tấm ly rất sạch sẽ luôn. Vận động kinh phí, chân nỉ nguyên bản rất sạch sẽ luôn. Trồng và chăm sóc cây. Đây là phần gương điện. Từ những ngày đầu cho đến tất cả đều hoạt động bình thường các bạn nhé. Thủy, rất là ok cho mọi người. Hệ thống đèn pha, đèn chiếu sáng đầy đủ. Đây là phần kính lái là auto. Nói chung là kính kiếp của nó là nguyên bản hết nên là chiếc xe thì còn rất là đẹp. Tổ dân phố 23 phường Nghĩa Hàng chúng tôi thì với sự chỉ đạo cấp ủy chi bộ, chúng tôi đã tập trung để khảo sát toàn bộ tuyến tường trên địa bàn tỉnh thành phố, chúng tôi rất vui. Và chúng tôi tận dụng cái lượng huyết bảo cái các thành rắn trong dân thì chúng tôi một số các hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì hoạt động bình thường các bạn này. Rất là ok đúng không ạ? Chung là đây là một trong những dòng xe khá hợp lý cho quý vị các bạn đi công trường công trình hay là đi chơi đi bời vì nó form dáng kiểu cách của nó khá đẹp. Cộng với lại dễ đi. Bây giờ ta sẽ xuống kiểm tra cái phần khoang máy chiếc xe. Xe máy móc của chiếc xe nó như thế nào các bạn nhé. Nguồn kinh phí này thì chúng tôi không hỗ trợ cho các hộ nghèo, hỗ trợ cho các học sinh. Đèn đó một chiếc xe thì sáng bóng rất sạch sẽ luôn. Đấy, thì pha cốt chiếc xe rất ok. Còn đây là phần khoang máy chiếc xe. Máy móc của chiếc xe thì các bạn thấy đây, khô gioăng, máy lổ rất êm. Động cơ 1.6 rất tiết kiệm. Chia ABS đầy đủ các bạn nhé. Tất cả phần ủi chăm sóc của chiếc xe còn rất là ok, nguyên bản hết, cabo rất đẹp. Máy móc chưa có bấm dầu vào dầu gì. Lổ rất êm các bạn nhé. Tự động máy 1.6 lổ rất êm luôn, khá tiết kiệm. Vâng, thì vừa rồi em Tuấn Anh của Tuấn Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về cái chiếc xe Mitsubishi Lancer 2003 và đăng ký lần đầu 2003 nhé các bạn nhé.